Rồi, hello, Trúc Ô Tô xin chào tất cả quý khách hàng. Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh mua bán của Trúc Ô Tô. Địa chỉ cửa hàng số 277 Lũy Băng Bích, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại của em là 0768447735, số đó em có sử dụng Zalo. Rồi, các anh theo dõi em thì chắc biết hết rồi. Anh em mà theo dõi em lâu nay thì chắc đã rành, đã biết hết cách thức mua bán và giao dịch bên em. Và em chỉ nói sơ qua cho tất cả quý khách hàng mới vừa đăng ký kênh, mới vừa biết tới kênh của Trúc Ô Tô. Bên em bán có hỗ trợ vận chuyển ship xe toàn quốc từ Nam tới Bắc, bao ship nặng nhà nha, giấy tờ thủ tục pháp lý sang tên bên em bao trọn gói. Anh em ở Sài Gòn hoặc các tỉnh lân cận Sài Gòn em sẽ bao bấm biển số ra tên cho tất cả quý khách hàng, còn em ở xa thì em sẽ bao rút hồ sơ gửi về cho tất cả anh đăng ký ra tên. Nó rất là thủ tục, rất là nhanh gọn lẹ, pháp lý sang tên bên em bao hết trọn gói nha. Cái đó là cái điều đặc biệt bên cửa hàng của em. Xe bên em là chỉ bán những dòng xe chính chủ sang tên, còn những dòng xe không chính chủ không sang tên được bên em không bán, không giao dịch. Rồi, quý khách mà đăng ký theo dõi lâu thì chắc biết hết rồi. Em chỉ nói sơ qua cho quý khách hàng mới vừa biết kênh em để nắm bắt và tiện thể giao dịch nha, mua bán trao đổi cho nó dễ dàng. Rồi, quay lại chủ đề chính ngày hôm nay thì Trúc Ô Tô mới vừa về được một em Honda CB250, hay được gọi là CB Nighthawk. Xe của giao thông, xe bồ câu trắng. Dòng xe này thì chắc hầu như là ai cũng biết ít nhất một lần trong đời rồi ha. Đó, cái dòng xe của mấy anh giao thông chạy ngoài đường thì xe này là xe biển số cá nhân, biển số trắng nha, đó, biển số tư nhân. Thì các anh mua thì sang tên do chính chủ sang tên, có bằng lái thì chạy vô tư không vấn đề gì đâu ha. Thì bên kênh em làm clip về dòng xe này cũng khá nhiều và nói về cái vấn đề mà mình sử dụng và có bị phạt hành chính hay là có bị người ta bắt gì không, thì em đã nói trong mấy cái video clip trước rồi. Thì em bán mấy cái dòng này cũng nhiều rồi, mười mấy hai chục chiếc rồi, khá nhiều, làm clip cũng khá nhiều, anh em theo dõi chắc biết. Đó, mình sử dụng bình thường thôi, không có vấn đề gì. Biển số hiện tại em nói là biển số 67A103927, đó, biển số An Giang. Anh em mua thì em sẽ rút hồ sơ và về cho anh, các anh đăng ký ra tên biển số. Anh em ở đâu thì bấm ra biển số đó nha. Là con xe đời 2007 nha, đời cuối của dòng CB Nighthawk này, đời 2007. Made in Japan, xe này được sản xuất và lắp ráp tại Nhật Bản. Nó màu trắng, đời 2007, ô tô hiện tại là 28.786 km. Nó xe máy móc thì cực kỳ chuẩn nha. Đây. Máy móc thì thầm nha quý khách hàng nha. Đó, đèn đốt xi nhan các thứ đầy đủ hết. Cái dòng CB này thì các anh có mở tướng hơi cao cao và đô đô còn tí. Nó thì ngồi con xe này đi cực kỳ ngầu nha quý khách, cực kỳ ngầu và cực kỳ rẻ cấp luôn. Nó cấp pha đầy đủ, còi kèn đầy đủ. Máy móc rất là chuẩn vậy nha. Đó. Rồi để em xin tắt máy rồi nói thêm. Cái dòng xe này thì đi phố, đi tỉnh xa, đi đường xa, đi đường phố, đi đường xa gì cũng rất là tốt. Vì cái góc lái của con xe này rất là rộng nè, nó rất là rộng, góc lái rất là rộng. Và cái tay lái ghi đông nó hơi đương về phía góc người ngồi điều khiển xe, cho nên cái cảm giác mình chạy con xe này nó rất là thoải mái. Và nó rất, cái góc lái nhìn nó rất là bao quát, rất là rộng và dễ quanh co trong đường nội ô thành phố mình ha anh em nha. Đó, nó rất là tiện lợi. Vì con xe này các anh thấy mấy anh giao thông chạy ngoài đường thì đi cả ngày không biết mệt nha anh em. Nó cái dòng xe này đi nó rất là khỏe khoắn, nó không có bị đau lưng. Nó và cái dáng của nó thì cái thế của nó ngồi cũng rất là khỏe, rất là cao ráo. Dòng bánh trước bánh sau thì rất là to, đi đường xa rất là tốt luôn, chạy cực kỳ khỏe xe. CB250 là cái dòng máy của dòng xe này thì mã lực nó rất là lớn, dòng tua máy nó cực kỳ cao cho nên chạy rất là bốc nha. Các anh mà hay thấy mà mấy anh giao thông mà hay đi làm nhiệm vụ ngoài đường mà hay chạy mà sau tới là anh em mình sẽ nghe được cái tiếng hùm 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 hùm, nó hú anh em. Cái cặp bô này nó rất là hay nha, nó nổ, dòng máy này nó nổ cực kỳ đã tai, nó hú, nó gầm rất là sướng tai nha. Anh em chạy gần trước mà nghe sau cái hú 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 là biết mấy anh này tới rồi. Cái dòng máy này thì chắc không còn xa lạ gì đối với tất cả quý khách hàng đâu, không còn xa lạ gì hết. Dòng này thì dòng nào với dòng này thì mọi người đều biết hết rồi, không cũng không cần giới thiệu thêm về cái chiếc xe nó máy móc và cái những cái linh kiện của nó thì không cần giới thiệu nhiều đó.
Rồi thì giấy tờ chính chủ sang tên đó, em bao rút hồ sơ về cho tất cả anh sang tên. Xe màu trắng đục nha, màu trắng đục chứ không trắng sữa, chứ không phải trắng sữa nha nè, trắng đục, trắng mà nó hơi ngã qua cái màu mỡ gà, anh em phải gọi là trắng mỡ gà đó. À, con xe thì nó mới len keng luôn đó, nó hoàn hảo, anh em mua về chỉ việc chế xăng vào chạy thôi. Nhớp em mới vừa kiểm tra mới thay, đèn còi xi nhan tất cả chi tiết trên xe là đều là hoàn hảo, cực kỳ hoàn hảo nha, anh em mua về chỉ việc sử dụng thôi. Rồi bây giờ em sẽ làm một em ghi hình một dòng con xe này chi tiết cận cảnh cho quý khách hàng xem qua, nếu có vừa ý thì anh em lựa chọn. À, cũng lâu lắm rồi, cũng 2-3 tháng nay không có xe về cửa hàng, thì nay mới mua được một em. Hôm trước có một con này hóc Mỹ màu đỏ thì em có làm clip đó, thì mấy anh chắc xem qua rồi chắc biết con đó đã được bán về dưới tỉnh rồi, anh hai cha con lên mua rất là nhanh gọn lẹ. Nó còn nó bán rồi thì nay lại về một em, nhưng mà em này không phải nhập Mỹ, em này là nhập Nhật nha, Honda CB Nighthawk 250 nhập Nhật đó, cực kỳ đẹp luôn nha, kỳ đẹp. Đây đời của nó là 2007 nha quý khách hàng, 2007 made in Japan nha đó, 2007 màu trắng mỡ gà cực kỳ đẹp luôn. Cái màu ở trong điện thoại trong hình ảnh anh em thấy về thôi, chứ ở ngoài nó là hơi ngã vàng nha, hơi vàng vàng đó, đúng chắc xe cộp luôn anh em ơi. Đó, xe này là được dán keo nguyên chiếc nha, cái bình xăng lớn này là em vừa lột ra em đánh cana lên thôi, còn tất cả cái keo ở hai bên hông nè, hai bên hông nè, thùng nè và cái dạ trước là vẫn còn nguyên keo, em chưa có lột nha. Đây vẫn còn keo hết anh em, đó còn keo hết nè, tại vì cái keo ở những cái miếng này nó còn đẹp cho nên không cần mà bóc ra để làm chi. Tại vì ở trên này nè, nó hơi anh chủ xe sử dụng á, ngồi thì cái chìa khóa đeo túi á, đeo hông á, thì nó sẽ cắn, nó sẽ cạ, nó sẽ bị tróc keo bong 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 nhẹ nhẹ, thấy nó không có được thẩm mỹ cho nên em lột ra rồi đó. Anh em thích thì về dán lại, không thích thì cứ để nguyên. Xe cực kỳ đẹp nha, màu trắng, sườn trắng luôn, con này là đời sườn trắng nha, không phải sườn đen nha, sườn trắng luôn. Đấy, máy móc nè anh em có thể thấy nha, cực kỳ đẹp nha, cực kỳ keng. Đây bây giờ em sẽ ghi hình bằng cái âm thanh mic điện thoại, tại vì em đang sử dụng cái micro để lọc tập âm, sợ nó ồn quá mọi người. Bây giờ em sẽ ghi hình bằng cái mic điện thoại, em nổ máy và chi tiết cho anh em mình nghe cái âm thanh và cảm nhận nha. Rồi đây, mic điện thoại thì nó không có lọc ồn. Âm thanh máy nó hú cực kỳ tê luôn anh em. Anh em cái cảm nhận cặp cô nó nổ nè, rùm rùm rất là sướng tai nha. Máy nè anh em thì thầm bổ sung luôn, cặp cô mới toàn luôn anh em, tất cả chi tiết trên xe cực kỳ đẹp hoàn hảo, anh em mua về là chỉ việc sử dụng thôi. Dòng máy này thì rất là bền, nội đồng của đá, gan tiền đúng 1.000, 28.786 km, tất cả phun chức năng nha, đèn còi xi nhan cấp pha đầy đủ hết đó, anh em thấy không, pha thì nó sáng cái đèn, còn cấp nó không sáng nha đó. Quá đẹp luôn anh em mình, còi kèn đầy đủ ha, hai cây kim, cây này cái kim này đo tốc độ và cây kim đo dòng cua máy, nó vàng rùm luôn anh em thấy không, nó vàng màu mỡ gà cực kỳ đẹp nha, theo năm tháng nó như vậy. Nó những cái dàn ốc nè, dàn gỗ nè anh em nhìn có thể thấy là nó rất là mới, cái ghi đông nè, bình dầu nè, cái cụm công tắc nè, cụm công tắc này là để mà mấy anh thường thường sử dụng là câu đèn còi hú đèn kèn ưu tiên rồi đó, nhưng mà mình thì không có gắn nha, không có gắn chi đâu. Lại vì xe biển số cá nhân thì của tư nhân mình cứ sử dụng bình thường nha anh em. Đây biển số 67A103927, biển số cực kỳ đẹp luôn này, 39 thằng tài anh em. Đó, thùng hông đây ha, thùng hông rộng đầy đủ nha, rộng bảo vệ đầy đủ này đó, vỏ trước vỏ sau mới thay mới tinh em có thể thấy nha, mới tinh luôn, tinh tương luôn đó, bánh mâm cực kỳ
review, chứ để nó ồn quý khách sợ quý khách không nghe. Đó, bao tai zin này, cầm zin này, ghi đông zin cực kỳ đẹp nha. Đó, nắp xăng, bình xăng lớn sạch sẽ. Đó, bình xăng con này anh em, made in Japan nha. Đây anh em. Đấy. Lốc bên này cực kỳ đẹp luôn. Này, hoặc mà kiếm những con xe can cọc đẹp như thế này thì cũng khó có. Nó liền lạc nha anh em, con xe này nó liền lạc, ốc tán nó còn cực kỳ ken luôn, cực kỳ đẹp. Nó dĩa này, còn dày cui luôn nè. Phuộc xô qua nè anh em thấy không? Hai bên đều có nha. Đây. Bánh trước nè, còn ra gió luôn nha. Đó, cực kỳ đẹp, mới tinh. Nói chung là con xe này là hoàn hảo, anh em mua về là chỉ đi sử dụng. Đó, những cái miếng cao su còn nguyên. Đó. Anh em coi cái máy này quá đẹp luôn, quá trời đẹp. Thì tháng 5 tháng thì cái lốc nó có hơi tăng tăng nhẹ nha anh em. Đó, nó có tăng như trên cái đầu nó có bị lên tăng tí đỉnh, không có vấn đề gì anh em nha. Đó. Sườn đẹp, đây tem gạch te còn nguyên, gắt chân, số máy số khung rõ nét, anh em mua là để sang tên rẹt rẹt 30 giây nha. Bộ nè, miếng cao su này là để khi mình gạt trên chống đứng nó sẽ cạ vào cái này, cái miếng cao su này nó không đụng một cái bô nha anh em, còn nguyên hết nha. Đó, gạt chân nè, phuộc zin nè, thùng này bỏ đồ nhiều lắm nha quý khách, thùng này bỏ đồ nhiều lắm. Đó, cái màu của nước sơn nó vàng vàng ngà ngà vậy đó nè. Đó, cái thùng này là thùng gắn thêm. Đó, thùng gắn thêm chứ không phải thùng theo xe. Đó, thùng gắn thêm nha, cái màu nó khác nè anh em thấy không? Thùng là thùng khác nha, cái màu sơn trắng của nó là trắng 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 sữa luôn. Còn cái màu sơn zin của theo xe là nó bị vàng vàng, nó bị ngà ngà đó anh em. Anh em mà gọi là trắng mỡ gà đó. Theo năm tháng nó sẽ bị ngà ngà như vậy. Nha anh em, đây quý khách. Nó ngà hết, rất là đẹp nha, nhìn rất là xe rất là cứng. Đồng hồ này nè, tất cả cùm dầu dây điện, đồng hồ, đèn trước siêu sáng luôn nha anh em, nó trắng tươi luôn nè. Đấy, tất cả đèn xi nhan nè, zin hết 4 cái nha, trước sau cực kỳ đẹp nha, cực kỳ hoàn hảo cho anh em. Dòng này thì máy chạy cực kỳ mạnh. Anh em mua mà cái dòng này hốc về chạy cái máy nó sướng lắm. Ngồi lên con xe chạy cảm giác nó khỏe khoắn, nó như ý lắm. Quá đẹp luôn chưa quý khách. Tem bọng các thứ còn nguyên hết. Đấy. Cái này thì để gắn cái còi hú sau nè. Anh em mà thích thì về cứ mua gắn vào mà em nghĩ đừng có nên gắn nha. Đó, gắn vào. Cái nhìn nó ngầu thôi anh em, nhìn nó ngầu hơn. Nhưng mà đi ra đường nó ra đường dễ bị ảnh nhìn lắm. Tại vì xe cá nhân thì mình nên để trơn xe về mình đi thôi. Nhiều người thì không có thích cặp thùng, về tháo thùng ra luôn là nó sẽ gọn hơn nữa nha quý khách. Tháo thùng ra thì nó gọn trơn này. Tháo thùng ra thì nó gọn như cái con xe bên này thôi, không có vấn đề gì hết. Do nó có cặp thùng và cái gọng, nhìn con xe nó đồ sộ. Nhiều người thì thích thùng, nhiều người là không thích. Thì cái đó không có vấn đề gì hết, thích thì tháo, thích thì để thôi. Nhiều anh em không thích thùng thì gắn túi da, gắn cái túi da vào cũng đẹp. Rồi, còn gì nữa không ta? Đó, quay một vòng nữa. Cái này thì có anh chủ có vào một cái miếng cao su để chắn bùn bằng cao su nha, rất là mềm. Để khi mình chạy là bùn đất, mưa, đồ nó khỏi bắn vào cái lòng máy và khỏi bắn lên trên này. Rất là kỹ càng. Đó, phuộc nè anh em. Đó, đẹp lắm nha. Phuộc thì nó có lên tăng nhẹ trùng chỉ nè anh em. Đó, nó lên trùng chỉ, nó lên tăng nhẹ rồi. Cũng lâu rồi anh em, 2007 tới giờ rồi. Nó mâm nè, nước sơn cực kỳ đẹp luôn. Vỏ lớp thì khỏi phải bàn rồi, mới thay. Đó, dán keo nha. Cái về này nó có hơi chạy nhẹ tới đây trên đỉnh chỗ này. Coi còi zin nha, còi zin. Đẹp chưa anh em, nó mua về là sử dụng ngay.
giấy tờ thủ tục thì bên em bán bao sang tên đúng gốc đó, giấy tờ thủ tục pháp lý thì anh em mình quý khách hàng khỏi phải lo. Cái im nó đây ha, mềm lắm đó, nhẹ nhàng ngồi rất là im. Rồi, hoàn hảo nha mọi người nha. Rồi, quý khách hàng nào mà có nhu cầu thích con xe này hoặc muốn mua trao đổi mua bán gì cứ liên hệ bên em nha. Con xe này em bán với giá là 115 triệu nha quý khách hàng, 115 triệu. Bao sang tên, bao ship xe tận nhà. Đó. Giá cực kỳ êm cho quý khách hàng nha. Đó. Mới lòng lanh. Bên này là nó có gắn thêm cái ổ khóa để khóa nón nè. Đây, nhông xin dĩa nè. Tem gốc nè, còn nguyên hết. Em quay xe kỹ lắm, quý khách khỏi lo đi. Quay từng ốc luôn á. Đây, dây điện đồ là gọn gàng nha. Những cái bát kẹp dây điện còn nguyên luôn. Thấy không? Đó, dây điện rất là gọn gàng nha, không có cắt tầm bậy tầm bạ đâu. Xe này chuẩn lắm anh em. Chuẩn chỉ lắm. Dây là còn cực kỳ đẹp. Rồi, anh em nào có nhà ý thì cứ liên hệ bên em Trúc Ô Tô. Có lựa chọn thì lựa chọn alo Trúc Ô Tô em ship về nhà cho. Rồi, thì video tới đây thì em cũng xin phép dừng video tại đây. Cảm ơn quý khách hàng đã xem hết video clip. Hẹn mọi người trong những video clip tiếp theo. Anh em có nhu cầu mua bán trao đổi xe cộ gì cứ liên hệ em Trúc Ô Tô, địa chỉ cửa hàng số 277 Lũy Bắn Bích, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Số Zalo của em là 0768447735. Em là Trúc Ô Tô. Rồi, cảm ơn quý khách hàng. Bye bye và hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.